Như mọi người đã biết thì vạn niên thanh này là một loại cây mà là một loại cây cảnh mà được nhiều gia đình yêu thích bởi cái vẻ đẹp của nó mang lại rồi. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về năng tác dụng mà ít người biết đến của cái vạn niên thanh này mà chúng ta không thể bỏ qua nhá. Thứ nhất là về nguồn gốc, thứ hai là tác dụng của cây, thứ ba là về ý nghĩa phong thủy, thứ tư là những câu hỏi thường gặp về cái loài cây vạn niên thanh này, và thứ năm đó là cách trồng và cách chăm sóc nhá. Thì cây vạn niên thanh này thì với cái tuổi thọ khá là lâu và mùa lạnh lá không héo nên được coi là một loài cây cát tường ưa chuộng và được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là khi dùng cây vạn niên thanh này trong những ngày lễ Tết này, với ý nghĩa sẽ mang lại cái sự sung túc trong việc hôn nhân này, là sẽ cầu mong cho gia đình như ý này. Trong lễ mừng thọ thì sẽ là sẽ chúc cho sống lâu hơn. Đó. Về nguồn gốc của cây vạn niên thanh này là một loài cây mà có nguồn gốc từ Colombia và Brazil. Loài cây này thì được gọi với cái tên là vạn niên thanh hoặc là vạn niên thanh hoa, hay còn gọi là hoa vạn niên thanh. Nó rất là nhiều loại tên nhá, nhiều cách gọi khác nhau mọi người ạ. Cây vạn niên thanh này là một loài cây mà thuộc dòng họ ráy, mọc thành cụm như thế này và lá của nó là màu xanh chủ đạo, tạo cho cái sự tươi mới và trẻ trung trong cái không gian gia đình của mình. Với cái đặc tính là ưa bóng râm thì thời tiết mát mẻ nên bạn có thể chọn cái cây này để trồng trong nhà này, không lo vấn đề là thiếu ánh sáng mặt trời. Cây vạn niên thanh này thì có rất là nhiều loại, có tới 50 loại cây. Tuy nhiên là hiện tại thì có hai cái loại cây phổ biến nhất là cây vạn niên thanh bẹ và cây vạn niên thanh đốm. Đốm. Đây mọi người ơi, có hai cái loại cây này. Thường thường cái cây này người ta hay gọi là cây trầu bà đó mọi người. Ngoài ra thì có một số loại khác, nhưng là vạn niên thanh mép vàng này, vạn niên thanh mép trắng được phổ biến khá là rộng rãi. Gần đây thì vạn niên thanh đỏ còn đang được nhiều người sành cây yêu thích bởi cái màu sắc độc lạ của nó nhá. Về tác dụng của cây vạn niên thanh này thì được nhiều người sử dụng trong cái việc là trang trí nhà cửa, góc làm việc và có thể để tạo cho mình một cái không gian môi trường đầy sức sống. Cây vạn niên thanh này còn có tác dụng là lọc không khí bởi các bức xạ phát ra từ thiết bị điện tử như là máy tính, TV và điện thoại thì sẽ gây ra cho mình những cái ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu không xử lý kịp thời. Thì cây này nó sẽ lọc được không khí và có thể lọc các thiết bị điện tử như thế. Ngoài ra thì vạn niên thanh này sẽ giúp cho mình chơi được cảm giác thoải mái này, dễ chịu và tăng cái hiệu quả làm việc. Và cây vạn niên thanh này cũng có thể chữa bệnh nhá. Theo một số nghiên cứu thì vạn niên thanh này có tác dụng là thanh nhiệt, lợi tiểu và có thể cầm máu. Và chúng ta có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ đông y và thầy thuốc trước khi mình sử dụng. Về ý nghĩa thì cây vạn niên thanh này là một trong số loại cây mà đem lại cái sự may mắn thịnh vượng cho gia chủ. Vì vậy mà loài cây này được dùng để làm quà biếu này vào những cái dịp lễ đặc biệt trong năm mới, báo hỷ hay là mừng tuổi, với cái ước cầu là cho gia chủ của mình may mắn này, sung túc hơn. Và những cái câu hỏi mà thường gặp của cây về cây này thì ví dụ như là cái câu mà mình hay hỏi nhất là cây vạn niên thanh này hợp với tuổi gì và mệnh gì. Thì cây vạn niên thanh này thì hợp với mạng thủy và mạng kim bởi vì cái màu sắc xanh và trắng, đặc biệt là cây này rất phù hợp với nam nữ mà tuổi thìn. Tuổi thìn thì khi trồng cây này thì nó sẽ giúp cho mình cái
được công danh thuận lợi hơn để hóa giải sát khí và luôn gặp may mắn sung túc và những điều cát tường nó sẽ đến với mình đó. Và một số câu hỏi mà hay gặp nữa đó là cây vạn niên thanh này có độc không? Thì cây vạn niên thanh này cũng có một số chất có gây độc độc nhưng mà nó cũng không có gì đáng kể cả. Nếu mà mình không nhai mà không tiếp xúc với phần nhựa của nó thì cũng không ảnh hưởng gì, vì cái phần nhựa của nó thì có thể là gây cho mình bỏng rát nhẹ đó. Về cách chăm sóc của cây vạn niên thanh này thì vạn niên thanh này là một loại cây mà trang trí Tết này rất phù hợp này, vừa có thể tăng tính thẩm mỹ cho không gian vừa mang lại ý nghĩa cát tường. Để chăm sóc cây vạn niên thanh này thì chúng ta cần lưu ý một số điểm như sau, về việc là mình sẽ tưới nước và chăm bón cây. Vạn niên thanh này là một loại cây mà ưa ẩm, sợ khô hạn nên là chúng ta phải chăm sóc cây. Bạn thì nhà chúng ta sẽ xịt sương vào những cái lá và phần đất của cây mỗi ngày để cây có thể luôn xanh mướt hơn. Tuy nhiên thì chỉ cần tưới lượng nước vừa đủ để làm ẩm đất, không tưới quá nhiều để cây có thể bị thối rễ nhá, mọi người có thể bị úng nước ấy ạ. Về việc bón phân thì 6 tháng hoặc là 9 tháng là lúc cây sinh trưởng mạnh nhất trong năm, do đó mà thời điểm này thì sẽ bón phân cho cây bằng cách là đánh bánh dầu hoặc tưới nước 10 ngày một lần. Vào mùa thu bạn có thể bón phân cho cây 2 lần, vào mùa xuân và mùa xuân thì vào tháng 1 và tháng 2 sẽ bón 1 lần đó. Và cây vạn niên thanh này không cần tưới nhiều nước nên là bạn chỉ cần tưới 1 đến 3 lần cho cây là được, 1 đến 3 lần một tuần nhé. Và cây thì không cần tưới nhiều nước. Mình sẽ dùng các loại chậu mà có thể có lỗ nước, lỗ thoát hơi nước ấy mọi người. Thì sẽ giúp cho cái cây của mình không bị úng rễ. Cây vạn niên thanh này ưa mát nên là bạn có thể để ở trong nhà những cái vị trí như là để ở bàn làm việc này, để ở phòng khách hay là ban công, cửa sổ đó. Thì sẽ những vị trí này sẽ là những vị trí mà thông thoáng này, có ánh sáng nhẹ, và bạn có thể dùng khăn để lau lá đi cho nó bóng thì sẽ giúp cho cây có thể trao đổi chất tốt hơn và quang hợp cây xanh mát hơn, tốt hơn nha mọi người. Thì trên đây cũng là một số cái thông tin liên quan đến cây vạn niên thanh, về tác dụng này, về cách trồng, cách chăm sóc của cây vạn niên thanh đó. Hy vọng là những cái thông tin này sẽ giúp cho các bạn có thể cho mình một lượng kiến thức cơ bản để có thể hiểu và tận dụng được và phát huy được mà cái cây này mang lại nhá. Đó, mọi người nhìn kỹ cây đó rất là xanh mát luôn này, hình bầu dục. Mình trồng cây này trong nhà thì sẽ giúp cho cái không gian của mình xanh mát hơn, thông thoáng hơn, cảm giác nó tươi mát tươi hơn. Cho mọi người xem. Mình sẽ để thông tin của cửa hàng và thông tin liên hệ ở dưới góc trái màn hình, thì mọi người có thể bấm số điện thoại và có thể gọi cho mình sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người nhá, có thể nhận được rất là nhiều ưu đãi nhá. Mọi người.